Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Thưa quý vị, tạp chí Wall Street Journal ngày 15 tháng 7 dẫn một số nguồn thạo tin cho biết tỷ phú Elon Musk cam kết đóng góp khoảng 45 triệu đô la Mỹ một tháng cho American PAC, một ủy ban hành động chính trị ủng hộ chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Theo tạp chí Wall Street Journal, Elon Musk đã ám chỉ rằng ông dự định bắt đầu quyên góp vào tháng này cho một ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Hồi tháng 3, tỷ phú Elon Musk từng không có ý định quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump hay Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, tỷ phú này có xu hướng nghiêng về cánh hữu và trở nên gần gũi hơn với cựu Tổng thống Donald Trump những tháng gần đây. Ngày 13 tháng 7, người sáng lập công ty xe điện Tesla, tỷ phú Elon Musk đã công khai ủng hộ ông Donald Trump lần đầu tiên trong cuộc đua giành vị trí Tổng thống Mỹ. Vài giờ sau khi ông Donald Trump bị bắn vào tai trong một cuộc vận động tranh cử tại bang Pennsylvania. Theo các nhà phân tích, động thái này của tỷ phú Elon Musk củng cố sự chuyển hướng của ông sang chính trị cánh hữu và mang đến cho ứng cử viên Donald Trump sự ủng hộ mạnh mẽ trong nỗ lực trở lại Nhà Trắng trong cuộc đua bầu cử vào tháng 11 tới. Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, doanh nhân người Mỹ sinh ra tại Nam Phi, tỷ phú Elon Musk nêu rõ: "Tôi hoàn toàn ủng hộ cựu Tổng thống Trump và hy vọng ông ấy sẽ nhanh chóng hồi phục." Ủy ban hành động chính trị ủng hộ chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump, American PAC, tập trung vào việc hối thúc cử tri đăng ký bỏ phiếu, tiến hành bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Ngoài tỷ phú Elon Musk, những nhà tài trợ chính cho American PAC còn có nhà đồng sáng lập quỹ PAC, Palantir Joe Lunsdale, cựu đại sứ Mỹ tại Canada Kelly Craft và hai nhà đầu tư tiền điện tử Tyler và Cameron Winklevoss. Ông Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới với tài sản ròng ước tính khoảng 250 tỷ đô la Mỹ. Ông Musk ngày càng cho thấy thiện chí rõ ràng hơn với ứng cử viên Trump trong quá trình tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Tháng 3 vừa qua, hai doanh nhân này đã gặp nhau trực tiếp trong bữa điểm tâm được tổ chức tại dinh thự của tỷ phú Nelson Pensi ở Florida. Mặc dù Mỹ quy định các khoản quyên góp chỉ giới hạn ở mức 3.300 đô la Mỹ một người, nhưng những lỗ hổng trong hệ thống tài chính tranh cử cho phép các nhà tài trợ chính trị lớn thiết lập và đóng góp vào các quỹ PAC để hỗ trợ các ứng cử viên. Thưa quý vị, thẩm phán liên bang Eileen Cannon ngày 15 tháng 7 đã ra phán quyết hủy vụ án hình sự liên quan tới cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump xử lý sai tài liệu mật. Đây là vụ án đầu tiên trong 4 vụ án hình sự mà ông Donald Trump phải đối mặt đã được hủy. Cựu Tổng thống Donald Trump từng bị truy tố hình sự với tội danh giữ tài liệu mật trái phép sau khi rời nhiệm sở và cản trở công lý. Tháng 8 năm 2022, các điều tra viên đã thu giữ gần 13.000 tài liệu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, nơi ông Donald Trump đang ở. Trong đó khoảng 100 tài liệu được đánh dấu mật, trái ngược với khẳng định rằng ông đã trao trả mọi tài liệu mật về cho chính phủ, được các luật sư của ông Donald Trump đưa ra trước đó. Phiên tòa xét xử ông Donald Trump về vấn đề này đã được hoãn vô thời hạn. Ông Donald Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Trong một diễn biến mới nhất, thẩm phán Eileen Cannon, người được ông Trump bổ nhiệm vào năm 2020, ngày 15 tháng 7 đã quyết định hủy vụ án tài liệu mật của ông Trump. Phán quyết này cho biết vụ án được hủy do việc chỉ định công tố viên đặc biệt Jack Smith để điều tra vụ án là vi hiến. Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh ông Trump vừa bị ám sát hụt tại một cuộc vận động cử tri ở bang Pennsylvania vào thứ Bảy tuần trước. Trong khi đó, Đại hội Đảng Cộng hòa cũng đang diễn ra ở bang Wisconsin và ông Trump dự kiến sẽ nhận được suất đề cử của Đảng để ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Cựu Tổng thống Trump đã chọn Thượng nghị sĩ J.D. Vance làm ứng viên Phó Tổng thống để tạo thành liên danh tranh cử cho Đảng Cộng hòa. Theo The Hill, Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa đã khai mạc vào ngày 15 tháng 7 ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin. Tại đây, ông Donald Trump đã chính thức trở thành thành viên đại diện đảng này trong cuộc đua tới Nhà Trắng năm 2024. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp Đảng Cộng hòa chọn ông Trump làm ứng cử viên tổng thống. Sau khi đã trở thành ứng cử viên tổng thống, ông Trump đã công bố việc chọn Thượng nghị sĩ J.D. Vance của bang Ohio làm phó tướng
qua đó chính thức tạo thành liên danh tranh cử. Ông Trump cho biết, sau một thời gian dài cân nhắc và xem xét các tài năng của nhiều cá nhân, tôi tin rằng người phù hợp nhất để đảm nhiệm vị trí ứng viên phó tổng thống Mỹ là thượng nghị sĩ Vance của bang Ohio. Theo cựu tổng thống Mỹ, ông Vance, 39 tuổi, tốt nghiệp trường luật của Đại học Yale, từng có thời gian phục vụ cho lực lượng thủy quân lục chiến, đồng thời có một sự nghiệp kinh doanh thành công trong lĩnh vực công nghệ và tài chính. Ông nói thêm, ông Vance là người đã sử dụng tài năng để giúp đỡ những người dân ở Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota và hơn thế nữa. Với tư cách là ứng viên phó tổng thống, ông ấy sẽ tiếp tục đấu tranh cho hiến pháp của chúng ta và sẽ sát cánh cùng tôi trên con đường làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ở chiều ngược lại, Tổng thống Joe Biden nhận xét, thượng nghị sĩ Vance là bản sao của người tiền nhiệm. Ông Vance là một bản sao của ông Trump trong mọi vấn đề. Họ không có nhiều điểm khác biệt, ông chủ Nhà Trắng bình luận. Liên quan đến vụ xả súng ngày 13 tháng 7 tại sự kiện vận động tranh cử của ông Donald Trump tại thành phố Butler, bang Pennsylvania, rất nhiều thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng xã hội. Trong khi cơ quan an ninh và nhóm của ông Trump cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra và lý do kẻ ám sát có thể tiếp cận ở khoảng cách gần để thực hiện vụ ám sát nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump. Vì sao nghi phạm nhắm bắn vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump? Một tay súng bắn tỉa đã loại bỏ nghi phạm Thomas Matthew Crook, 20 tuổi, ngay sau khi người này nổ súng về phía sân khấu, khiến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị thương ở tai. Crook sống ở Bethlehem Park, bang Pennsylvania, cách nơi tổ chức cuộc vận động tranh cử của ông Trump khoảng 90 km. Tờ New York Times cho biết Crook làm trợ lý dinh dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Bethlehem Park. Nghi phạm không có tiền án tiền sự. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đang tìm hiểu hồ sơ của Crook, phỏng vấn bạn bè, gia đình và nghiên cứu tài khoản mạng xã hội để xác định động cơ gây án của nghi phạm. Crook là thành viên Đảng Cộng Hòa nhưng từng quyên góp $15 cho dự án cử tri tiến bộ, một tổ chức cử tri ủng hộ Đảng Dân Chủ. Tổng thống Joe Biden ngày 14 tháng 7 kêu gọi người Mỹ không nên suy đoán về động cơ của vụ tấn công. Ông Biden nói hãy để FBI thực hiện công việc của mình. Vì sao vụ tấn công có thể xảy ra khi ông Donald Trump được sở mật vụ bảo vệ? Ông Donald Trump được sở mật vụ bảo vệ 24/24 vì là cựu tổng thống. Các cuộc vận động tranh cử của ông Trump thường thu hút hàng chục nghìn người tham dự. Mỗi khán giả đều được kiểm tra kỹ càng ở cổng an ninh, bao gồm mở túi để soát tư trang, đi qua máy dò kim loại. Tay súng nã đạn về phía ông Trump từ mái của một căn nhà cách sân khấu 120 m. Hiện chưa rõ vì sao sở mật vụ không rà soát khu vực này và vì sao lực lượng an ninh lại mất quá nhiều thời gian để ứng phó dù đã nhận được tin báo của người dân về một đối tượng khả nghi từ trước khi người này nổ súng. Quốc hội Mỹ thông báo sẽ tiến hành một cuộc điều tra bao gồm các phiên điều trần. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Turner cho biết ông muốn tìm hiểu xem liệu lỗ hổng an ninh xảy ra do vấn đề về quy trình hay do thiếu kinh phí. Nghi phạm còn âm mưu gì khác khi nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump? Cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng trường tại hiện trường, nhưng chưa tiết lộ vì sao Crook có khẩu súng này. Báo giới dẫn hai nguồn tin giấu tên cho biết khẩu súng thuộc về cha ruột của Crook. Lực lượng chức năng cũng tìm thấy thiết bị nổ trên chiếc xe hơi do Crook điều khiển, nằm gần nơi diễn ra cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Ngoài ra, vật liệu chế tạo bom cũng được tìm thấy trong nhà của Crook. Liệu Đảng Cộng Hòa của ông Donald Trump có tin tưởng FBI? Đảng Cộng Hòa và các quan chức bảo thủ đặt ra câu hỏi về việc có nên tin tưởng Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI trong việc điều tra vụ ám sát hay không? Họ chỉ ra rằng các đặc vụ FBI đã bất ngờ tiến hành khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida, sau khi ông bị cáo buộc từ chối giao nộp tài liệu mật. Thống đốc bang Florida John DeSantis viện dẫn cuộc điều tra của FBI nổ súng trong buổi tập bóng chày của các thành viên Quốc hội Mỹ năm 2017 như một dấu hiệu cho thấy bộ máy quan liêu của Washington có thể sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó, FBI kết luận nghi phạm đã thực hiện vụ xả súng hàng loạt chỉ để kích động cảnh sát tiêu diệt mình với động cơ tự sát. Tuy nhiên, một quan chức hàng đầu thừa nhận trong phiên điều trần trước một ủy ban hạ viện vào năm 2021 rằng
vụ xả súng đó có thể được coi là khủng bố nội địa. Vụ ám sát ảnh hưởng như thế nào đến Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa? Các quan chức cho biết ngày 14 tháng 7 rằng họ sẽ không thay đổi bất cứ quy định an ninh nào tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa tại Milwaukee, bang Wisconsin, vì kế hoạch đã được xây dựng trong suốt một năm rưỡi qua. Đặc vụ FBI Michael Hensel cho biết, không có mối đe dọa rõ ràng nào nhằm vào đại hội hoặc các khách mời tham dự đại hội. Thống đốc bang Wisconsin Tony Evers đã yêu cầu cấm súng ở khu vực xung quanh địa điểm diễn ra đại hội, đồng thời thúc giục các quan chức khác thực hiện những biện pháp bổ sung để bảo vệ khách mời. Vụ xả súng sẽ tác động đến chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ như thế nào? Nhóm của Tổng thống Joe Biden đã gỡ quảng cáo vận động tranh cử khỏi sóng truyền hình ngay sau vụ nổ súng, đồng thời tạm dừng các hoạt động tranh cử. Tổng thống sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn theo kế hoạch từ Nhà Trắng và tham dự một sự kiện vận động tranh cử ở Las Vegas vào ngày 16 tháng 7. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng hoãn sự kiện vận động tranh cử ở West Palm Beach, bang Florida. Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã cân nhắc việc lùi lịch dự Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa, nhưng cuối cùng vẫn đến Milwaukee đúng lịch vào tối ngày 14 tháng 7. Sự kiện sẽ đánh dấu khoảnh khắc ông Trump chính thức trở thành ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, cũng như hé lộ đối tác tranh cử của ông. Khoảng 2.400 đại biểu trên khắp nước Mỹ đã tề tựu về thành phố Milwaukee để dự đại hội. Tại đây, các đại biểu đã công khai lựa chọn ứng viên Tổng thống của mình. CNN đưa tin đầu giờ chiều ngày 15 tháng 7 theo giờ địa phương. Ông Donald Trump chính thức giành được đề cử trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thông báo ông Donald Trump giành được đa số phiếu bầu với 2.387 phiếu. Bên trong hội trường, các đại biểu hò reo cuồng nhiệt khi hết bang này đến bang khác bỏ phiếu ủng hộ nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ công khai những phát hiện về vụ mưu sát cựu Tổng thống Donald Trump sau quá trình này hoàn tất. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas ngày 15 tháng 7 đã cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ công khai những phát hiện về vụ mưu sát cựu Tổng thống Donald Trump sau khi quá trình này hoàn tất. Phát biểu tại cuộc họp ở Nhà Trắng, Bộ trưởng Mayorkas đã bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào cơ quan mật vụ Mỹ USSS và Giám đốc Kimberly Chandler. Về phần mình, bà Kimberly Chandler nhấn mạnh vụ nổ súng trong cuộc vận động tranh cử của ông Trump là không thể chấp nhận được và bà sẽ không từ chức. Trả lời phỏng vấn của ABC News, bà chia sẻ, tôi là giám đốc cơ quan mật vụ và tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi đang tiến hành đánh giá cũng như cung cấp nguồn lực cho nhân viên của mình khi cần thiết. Cùng ngày, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết đã tiếp cận được điện thoại của thủ phạm trong vụ mưu sát cựu Tổng thống Donald Trump. Cơ quan này đang tiếp tục phân tích các thiết bị điện tử của đối tượng Thomas Matthew Crooks. FBI tuyên bố rằng cuộc khám xét nơi ở và phương tiện của thủ phạm đã hoàn tất. Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.